Tháng 4 hàng năm là thời gian cao điểm sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp. Đây vừa là hoạt động học tập bắt buộc và cũng vừa là bước đệm để các bạn trẻ sẵn sàng gia nhập vào thị trường lao động. Với dự đoán về nhu cầu tuyển dụng năm nay có thể là có xu hướng giảm và để lo lắng thất nghiệp, cho nên là nhiều bạn trẻ cũng tận dụng tối đa thời gian này để học hỏi, nhanh chóng nắm bắt công việc thực chất để tạo một lợi thế cạnh tranh cho bản thân khi mà đi xin việc. Thậm chí là các bạn trẻ còn nắm bắt cơ hội để có việc làm ngay từ sớm, ngay trong thời gian thực tập nhờ có sự đồng hành và hỗ trợ của nhà trường. Khoảng thời gian là 8 tiếng một ngày và được làm thực tế luôn. Đấy là một bộ hồ sơ cho vay thực tập của ngân hàng thì rất là cạnh tranh ạ. Cạnh tranh ngay trong quá trình thực tập cũng dễ hiểu, bởi dự kiến tại chi nhánh ngân hàng này sẽ chỉ có 2 trong hơn 10 thực tập sinh tiếp tục được thử việc và làm việc ở vị trí chính thức. Nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để sinh viên có việc làm sớm. Thì em sẽ được tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn, đi thực chiến nhiều hơn thì em sẽ có cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học hỏi và kỹ năng làm hồ sơ ạ. Tự tin đứng quầy, chủ động tư vấn cho người bệnh. Giang, một sinh viên năm cuối ngành dược, đã nắm chắc cơ hội trở thành dược sĩ chính tại nhà thuốc này. Điều này có được là nhờ quá trình học việc ngay từ năm thứ ba, với sự tạo điều kiện của nhà trường. Các nhà thuốc cũng đang tuyển rất là nhiều, người ta cũng đào tạo và tạo điều kiện cho mình học thêm. Ở bên nhà trường cũng rất tạo điều kiện là sẽ có một thời gian biểu rõ ràng, thì mình sẽ xin ở nhà thuốc là những cái thời gian trống của mình ạ. Cho đến năm thứ ba thì 100% sinh viên của trường Đại học Đại Nam đều được đi đến doanh nghiệp để thực tập và thực hành. Và hiện nay ấy, nhà trường đang triển khai cơ bản là 3 cái giải pháp để cho quá trình thực tập có hiệu quả. Một ấy, là Đại học Đại Nam ký các cái thỏa thuận trực tiếp với các doanh nghiệp để đảm bảo rằng các doanh nghiệp đón sinh viên và bố trí cho sinh viên được thực tập đúng ngành, đúng nghề, đúng cái chuyên môn mà sinh viên được học tại trường Đại Nam. Cái thứ hai nữa là Đại học Đại Nam có trả một cái khoản thù lao cho các cán bộ của các doanh nghiệp khi kèm cặp sinh viên trong cái quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Và cái thứ ba ấy, là Đại học Đại Nam có cử cán bộ, cử giảng viên trực tiếp quản lý và hướng dẫn từng sinh viên, từng nhóm sinh viên trong suốt cái quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Và với ba cái cách như vậy thì cho đến thời điểm này, cái quá trình thực tập của sinh viên Đại học Đại Nam rất hiệu quả và rất thiết thực. Việc gắn kết với doanh nghiệp để tạo môi trường thực tập thực chất, không hình thức, ngày càng được các trường đại học chú trọng. Ngày hội kết nối việc làm thu hút hàng nghìn sinh viên quan tâm, hay chương trình thực tập sinh tiềm năng của trường đại học này cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Kết nối với doanh nghiệp thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là thời gian tới, cái cơ hội việc làm đối với thị trường chất lượng cao thì tiếp tục được gia tăng. Việc mà Đại học Đại Nam bố trí cho sinh viên đi thực tập và trải nghiệm sớm tại doanh nghiệp ấy, thì thứ nhất ấy, là nó mang lại cái cơ hội để cho sinh viên được trải nghiệm các cái kỹ năng làm việc về nghề nghiệp của mình tại doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa, nó giúp cho sinh viên có được cái kỹ năng về giao tiếp, ứng xử và hiểu được cái môi trường thực tiễn tại doanh nghiệp. Nó rất khắc nghiệt nhưng nó cũng thú vị và nó đầy thách thức. Và cái thứ ba rất quan trọng nữa là Đại học Đại Nam cũng tạo cho các em có một cái cơ hội để nhận được những cái đồng lương hết sức là xứng đáng, các cái vấn đề tài chính do cái doanh nghiệp chi trả cho các bạn ấy trong suốt cái quá trình các bạn thực tập sớm tại doanh nghiệp. Cái chính vì vậy cho nên là sau cái quá trình thực tập như vậy thì các bạn mới có rất nhiều cái kỹ năng và kiến thức để đi tiếp cận và đến làm việc tại các doanh nghiệp. Cũng theo các đơn vị tuyển dụng, sinh viên ra trường nắm chắc kiến thức chưa đủ. Để hướng tới nhóm việc làm chất lượng cao, thu nhập tốt, các bạn trẻ cần có kinh nghiệm làm việc thực tế. Khi mà tuyển chọn và em đi thì em đi cũng sẽ kiểm tra các bạn ở những cái phần mà liên quan đến kiến thức thực tế và đặc biệt là phần kỹ năng. Và định hướng một cách rõ ràng về nghề nghiệp thì các bạn sẽ biết được là mình cần chuẩn bị cái gì, cộng với là tranh thủ tích lũy các kiến thức phục vụ cho công việc trước. Nên khi ra trường thì các bạn sẽ sẵn sàng và để vươn tới những vị trí kia các bạn sẽ mất ít thời gian hơn các bạn khác. Theo khảo sát, với vị trí việc làm chất lượng cao, mức lương khởi điểm từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng, các đơn vị vẫn dành cơ hội cho nhóm sinh viên mới ra trường. Hiện nhiều doanh nghiệp cũng đang trong thời gian cao điểm tìm kiếm nguồn nhân lực ở vị trí tập sự. Đây là cơ hội để sinh viên sớm tìm được công việc ngay trong quá trình học.